Dạ rồi, hello, em xin chào cả nhà nha. Hôm nay ở Vĩnh Long trời mưa hồi giấc chiều chiều cả nhà, nên không có đi quay đường phố cả nhà xem. Thì hôm nay em quay giới thiệu với cả nhà một cái tiệm bánh mì, cái chỗ bán bánh mì xíu mại, nói chung là rất là ngon nha. Thì hiện tại em đang ở gần bến xe khách thành phố Vĩnh Long. Chỗ này là bến xe cũ ngày xưa nè, hướng đi thẳng để vô chợ nè cả nhà. Em đang trên con đường 30 tháng 4 phải không ta? Nhớ không bà xã? Chắc 30. Thôi mình đi một cái nhà ơi. Rồi bà. Cái gì mình ra? Em đang trên cái con đường mà cầu lộ chạy hẳn xuống cái nhà. Đòn thị điểm nổi rồi. Bãi kìa, bến xe khách nó đi địa chỉ kìa. Nó để vậy thôi chứ đường này là đường bên đây là Nguyễn Hữu Úc phải không? Vậy đường Nguyễn Hữu Úc hả? Không biết luôn, đòn thị điểm là cái con đường ngang này quá. Đòn thị điểm nè, vậy là đòn thị điểm. Đúng rồi. Mình đang nói con đường 3/2. Em xin lỗi cái nhà. Đây là chợ trái cây cái nhà. Này đi bà xã hèm bánh mì của cô này ngay góc đường. Bà xã cũng thèm, chí thèm. Dạ ha. Ở Vĩnh Long thì nói chung cũng rất là nhiều tiệm bánh mì ngon nha cả nhà. Nhưng mà bà xã em nó thích một cái chỗ này ăn, nói chung dồn ổ mì rất là vừa ăn luôn. Đúng rồi. Gần góc đường này giáp với 1/5 cả nhà ơi. Đường 1/5. Đây là đường 3/2 đi thẳng ra đồ bán bánh mì. Em thường hay nói á, không biết cả nhà có xem clip em thì biết. Nằm bên góc tay trái nè. Bữa nay cô bán chưa ta? Ơi bán rồi em ơi. 6 giờ là cô bắt đầu bán mà. Không biết mấy giờ nữa nè. Chứ phải tối rồi đó. Cô rồi, bữa nay cô vợ qua đó tới đây với ta. Thì đúng rồi. Ê, vớt dép rồi, sao không? Chào cô. Đây con xin phép ghi hình chỗ quán bánh mì của cô xíu nha. Cái không lô lâu ghi hình. Có sao nghèo? Đúng kìa, xin lỗi. Dạ. Hai ở mỏ không ngồi không ếch. Em leo lên nữa hả? Ghi hình. Giới thiệu với cả nhà. Đây là chỗ bán bánh mì của cô mà em thường hay nhắc trên clip nè cả nhà. Bánh mì xíu mại nha, đó. Rất là ngon luôn á. Sao sớm giờ, ủa bữa nay giờ qua góc là tới đây với cô. Cô ngồi đây mà. Vậy hả? Đúng rồi. Sớm giờ bán được không cô? Mưa hồi chiều Tuấn đâu cô không bán chứ. 6 giờ cô ra hồi 6 giờ bán tới tối nào hết sớm về sớm á cô. Mà trung bình thường là khoảng mấy giờ cô về? Khoảng 9 giờ mấy tới 10 giờ. Dạ. Thời gian 9 giờ mấy tới 10 giờ. Dạ. Bán hay lâu chưa cô? Chắc cũng có gần 40 năm. Trời ơi. 40 năm rồi đó nha mọi người. Cô với chú rồi nè. Quá hấp dẫn không? Cái này không ăn. Em ăn ở đây thì ổ bình thường giá trung bình là 15.000 nha cả nhà. Cả nhà muốn ăn em 20 hay là nhiêu thì cả nhà có thể kêu em để gửi tiền cho chú. Nói chuyện mà quên móc tiền vô luôn. Đây có 30 nè. Thôi để chú hối 10.000 đi. Chú hối em con 10.000 nha. Ta đứng mua nè cả nhà. Mình quay vòng đây nha. Nói chung là cũng đại vòng đây. Kế bên là có chỗ bán xôi luôn nha cả nhà. Giờ mình sẽ đi kiếm chỗ nào ăn hả bà xã? Đi ra quảng trường ăn đi ha. Rồi cảm ơn cô chú nha. Chúc cô chú bán đắt. Rồi bà xã cầm máy giùm anh ha, hay là mình đi ra ngoài mình quay tiếp. Yeah, rồi bye bye cả nhà nha. Chúc gặp lại. Dạ rồi, em chào cả nhà đã quay trở lại nha. Tên tèn. Đây là hai ổ bánh mì của em. Vợ chồng em đang có mặt ở quảng trường của Vĩnh Long cả nhà. Đây là không gian của quảng trường này cả nhà. Để em quay một vòng ở đây nha. Ồ, ra đây gió mát mẻ quá cả nhà ơi. Rồi, Chí Chí với bà xã bị tuột rồi. Đang kiếm địa bàn để ăn. Đây dài bên đây bờ kè người ta bán nước rồi cả nhà. Với mấy cái nói chung là đồ ăn vặt đó. Xa xa chiếc hiền đó, trên đó có quán cà phê, có quán món ăn rồi tùm luôn á, nhà hàng Sông Tiền trên đó cả nhà. Rồi thôi mình đi kiếm chỗ nào rồi hết hợp mình quẹn cái ổ bánh mì này cả nhà ơi. Ngồi đây đại đi ha. Ngồi đây ăn cả nhà ơi. Trời ơi, chiếu phim không biết có dính bản quyền gì không nữa nè. Hát nhạc Tàu kìa. Ở đây có cái tường hình lớn lớn cả nhà, thường thường đá banh đó, người ta ưa ra ngoài đây nè, ta ngồi người ta coi. Thôi, ngồi đây ăn thôi cả nhà. Đặt máy đây đi. Xích lại hả? Đây là bà xã với béo béo nha em. Rồi đặt đại đây đi em ơi, chói nắng không? Chói ấy lộn. Nghe chưa? Vậy đi cả nhà ơi. Không có, mình ngồi ăn vậy ta đâu có thấy mình ta. Anh xin lỗi nha, đi qua đây mình ngồi ăn đi. Qua lại cái băng đá này nè, mình đặt máy đây rồi nào mình ấy chứ. Đây, em đã tìm chỗ thích hợp rồi nha cả nhà. Đây, ngồi đây để góc máy đây ăn nè. Rồi, có chỗ lý tưởng rồi. Chào cả nhà nha, ăn bánh mì. Ngồi đâu? Ngồi đây đi ha. Đây, ổ nào của em vậy? Đây, rồi em. Chí ăn bánh mì luôn Chí đi. Ủa, ở chắc ổ này quá. Em mời cái nhà ăn bánh mì cùng vợ chồng em nha. Ủa, ổ mì ha. Đi mà ổ mì không lớn lắm, dồn, cô dồn ngậy quá. Bánh mì của cô rất là giòn cả nhà ơi. Cái này là bì, cô dọc bì nè, dưa leo nè, chứ mại nữa cả nhà, có ngò đó cả nhà, ngò, hình như có gì, ôi, chứ cái mặn ngon quá. Cái bậy của cô nữa, bậy của cô ăn rất là thơm. Rất sợ. Em chỉ mới biết ra cái bậy của cô bánh mì bán ở đây là khoảng 2-3 năm à. Ngon chứ. Có không? Có ngồi luôn. Nhắc qua. Rồi nó đi ăn lộn rồi đó. Đấy, không ăn ngò cả nhà ơi. Đá luôn hả? Rồi. Ngon quá. Biết ăn được là biết rồi ha. Để anh lên coi thử coi có thấy gần mình không. Hơi xa ha, để quay lại gần gần xíu. Mắm mắm. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Thì là thôi. Thì là không còn. Thì là không. Ngon không? Ngon nữa à? Mấy một người ăn mà vậy như anh cũng bình với em với vợ chồng em nha, khổ này là vừa ăn luôn rồi đó, không có bị ngán. Là ăn mạnh quá sao cái người quất ổ 20 hoặc là 2 ổ. Dài quá hả? Nãy cô thích nghe lộn á. Tại vì á, bà xã em không ăn ngòi với không ăn ớt. Em thì ăn ngòi với ăn ớt. Em đi làm bình thường. Không ớt nhưng có ngò. Mát quá. Quay góc này mới ép mình chứ. Mà có điều sao quá, nói chuyện hơi nghe hơi nhỏ, cái nhà mở ra lớn lắm nha. Đúng rồi, tại hơi nó hô ăn bên xa đó nha. Rồi, giờ đi bỏ gác cả nhà ơi. Bà xã bỏ gác ra không? Bỏ gác không? Bỏ gác tao ngồi chim nè, không gác nè. Không gác bự quá vậy? Trời ơi. Hình như đây là tổ chỗ tập kết gác rồi á. Quá nhiều luôn. Hả? Được luôn. Xong. Rồi. Quá ngon cả nhà ơi. Đến đây em cũng xin phép được tạm dừng clip nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Bye bye.